Audio Jungle. Quay trở lại với series livestream 21 ngày livestream để chia sẻ các giá trị cho cộng đồng ngày hôm nay. Ok, xin chào chị nha. Rồi Mai Lan mở livestream trước 5 phút để cho các quý vị các anh chị có thể là mình hãy vào, hãy like, hãy share, hãy comment và tag những người bạn của mình vào. Vì sao ạ? Bởi vì mỗi một buổi livestream của Mai Lan sẽ chia sẻ đến cộng đồng rất là nhiều những cái giá trị. Và hôm nay đã là buổi thứ 17 rồi. Livestream thứ 17 của Mai Lan với chủ đề là nghệ thuật bán hàng bậc cao. Vâng, bậc cao thì nó khác với bậc thấp là như nào? Trong tiếng Anh thì cái cấp bậc nó chính là level. Vậy thì cái level bậc cao thì bán hàng nó có cái gì khác biệt so với lại bán hàng bình thường? Thì đó là những cái bí mật mà ngày hôm nay Mai Lan sẽ chia sẻ với quý vị. Và livestream 17 thì nằm trong chuỗi series 21 ngày livestream liên tục của Mai Lan để trao đi các giá trị cho cộng đồng với rất là nhiều các chủ đề vô cùng có ý nghĩa, từ nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan cho đến các cái kiến thức, các cái kỹ năng để có thể là xây dựng được thương hiệu cá nhân cho riêng mình và kinh doanh online, để giúp cho các anh chị có một cái góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về kinh doanh và cách mà mình sẽ xây dựng nhân hiệu một cách khác biệt, độc đáo và thu hút. Và đặc biệt là trong mỗi buổi livestream của Mai Lan thì có rất là nhiều những cái món quà tặng gửi đến cho cộng đồng. Đó là những món quà tri thức và trí tuệ giúp cho các anh chị có thể là ngày càng phát huy được cái kiến thức, cái kỹ năng và phát triển được chính bản thân và bản thể mình mỗi ngày. Và như thường lệ thì trong livestream thứ 17 này chúng ta có rất là nhiều các quà tặng khác nhau, trong đó có 3 bộ quà tặng. Đối với bán hàng thì chúng ta cần phải hiểu được một điều cốt lõi, cốt tủy, đó chính là tâm lý khách hàng, đúng không ạ? Và ngày hôm nay có một cái món quà đặc biệt mà Mai Lan dành cho các quý vị và các bạn, đó chính là hai cuốn ebook Nghệ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng. Và hai cuốn này thì nó có tên là Phi lý trí và tư duy nhanh và chậm. Đó, rất là tuyệt vời. Các quý vị, các anh chị đã từng nghe đến tên tựa đề hai cuốn sách này chưa? Và nếu như mà chúng ta chưa nghe, chắc là lúc đó chúng ta cũng biết hiệu chim mồi và cái cách nắm bắt được tâm lý khách hàng. Khi mà chúng ta bán bất kỳ một sản phẩm gì thì chúng ta cũng phải hiểu được tâm lý khách hàng. Bởi vì sao? Bởi vì khách hàng đại đa phần là họ ra quyết định là vì cái tâm lý của họ, đúng không ạ? Vì cái tình cảm, vì cái chủ quan về mặt tình cảm hơn là họ dùng lý trí để họ mua hàng. Đó, đấy là lý do vì sao mình cần phải nắm bắt được thuật, nắm bắt tâm lý khách hàng. Và như thường lệ thì Mai Lan sẽ dành ra 10 cái cuốn sách nghệ thuật sale và marketing trong cái chuỗi livestream từ bài số 15 cho đến bài số 20 sẽ liên quan đến các cái kỹ năng về sale và marketing. Do vậy nên các cái cuốn sách sẽ bổ trợ cho các quý vị và các anh chị rất là nhiều những cái kiến thức cho mình, bao gồm 22 quy luật bất biến trong marketing, 63 nguyên tắc marketing sát thủ, 72 thuật tấn công tâm lý, hiệu ứng chim mồi tập 1, tập 2, đó, marketing truyền miệng, nghệ thuật chinh phục khách hàng, nghệ thuật lấy lòng khách hàng. Có một cái cuốn sách rất là hay mà Mai Lan thích, đó là Người giỏi không phải là người làm tất cả. Cuốn này thì không phải là mới và Mai Lan cũng đã đọc nó từ cách đây cũng phải hơn chục năm về trước rồi. Đó thì mình phải hiểu được là khi mình muốn đi nhanh thì hãy đi một mình và muốn đi xa thì phải đi với đồng đội. Và người leader là người không phải là người giỏi giang nhất hay là làm tất cả mọi việc, mà cần phải biết sử dụng nhân lực, đúng không ạ? Phải biết sử dụng nguồn lực. Do vậy nên trong cái chuỗi series livestream thì Mai Lan có cái buổi livestream số 15 mang tên là xây dựng đội ngũ bán hàng từ xa, cái cách mà chúng ta có thể triển khai
online, đặc biệt là với cái thời kỳ mà hiện nay đang dịch bệnh Covid, vậy thì chúng ta cần phải xây dựng một cái đội ngũ team bán hàng rất là mạnh và có thể điều tiết được từ xa để có thể tận dụng được tối ưu nhân lực cũng như là tiết kiệm được cái chi phí phát sinh và các rủi ro khác liên quan. Vậy thì nếu mà quý vị và các anh chị nào mà bỏ lỡ livestream số 15 thì có thể theo dõi lại trên Facebook cá nhân Mai Loan nhé. Ok. Và ngày hôm nay Mai Loan sẽ có một món quà nữa dành cho quý vị, đó chính là marketing trọn bộ trên mọi nền tảng. Gồm có 8 cái khóa học, gồm có tất cả các bộ tài liệu về video cho đến PDF file, tất cả các giáo trình để các anh chị có thể tự chạy marketing mà không tốn bất kỳ một chi phí nào. Thì đó, marketing trọn bộ trên mọi nền tảng như là Facebook này, TikTok này, Zalo này, Shopee này, Sell B2B. Đó và các cái nền tảng. Và trong cái bộ marketing trọn gói này của Kinh doanh Online thì bao gồm 111 các cuốn sách đến từ 11 lĩnh vực khác nhau. Vì sao ạ? Mình nắm bắt tâm lý khách hàng và mỗi khách hàng lại có một cái tâm lý khác nhau và có một cái sở trường, sở đoản. Như vậy thì chúng ta cần phải có rất là nhiều các kiến thức am hiểu về nhiều lĩnh vực. Do vậy nên 111 cuốn ebook và ở tất cả 11 cái lĩnh vực khác nhau sẽ giúp cho các quý vị và anh chị gặp bất kỳ ai cũng có thể nói chuyện, cũng có thể trao đổi và giao lưu với họ. Đấy là cái cách để chúng ta có thể biến bất kỳ ai trở thành khách hàng của mình. Đó cũng chính là cái nội dung trong livestream thứ 16 của Mai Loan, đó là biến bất cứ ai thành khách hàng của mình. Ok, và tiếp nối cái chuỗi series livestream để hướng dẫn quý vị và các anh chị có thể biết được là cái nghệ thuật, có thể là kỹ năng mà bán hàng bậc cao là như thế nào, thì chúng ta sẽ tiếp tục với livestream số 17 ngày hôm nay nhé. Ok, các anh chị và các bạn đã sẵn sàng lắng nghe phần chia sẻ này chưa ạ? Nếu chúng ta đã sẵn sàng rồi thì chúng ta hãy comment sẵn sàng. Các quý vị và các anh chị nào mà vừa mới bắt đầu vào livestream thì có thể là chúng ta sẽ say hi, hello, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dành cho nhau những cái lời chào tốt đẹp nhất trong cái buổi tối ngày hôm nay. Một cái buổi tối khá là mát mẻ, khá là tuyệt vời, đúng không ạ? Và việc là Covid quay trở lại nó cũng có một cái điểm, đó là giúp cho tất cả các quý vị có nhiều cái thời giờ rảnh rỗi hơn để chúng ta có thể dành để học tập. Đó, điều này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta cần phải nâng cấp bản thân cũng như là bản thể của mình. Và khi chúng ta bị rơi vào một cái guồng quay, nó quá là bận rộn, nó quá là áp lực trong công việc, thì chúng ta gần như bị mất cái kết nối với bản thể bên trong mình. Và đây chính là cái thời điểm tốt nhất, tuyệt vời nhất, không có thời điểm nào có thể thuận lợi hơn để chúng ta quay trở về với chính mình, kết nối sâu với chính mình. Đấy là lý do vì sao mà Mai Loan lập ra các cái nhóm, ví dụ như là nhóm thiền định vào buổi sáng từ 4 đến 5 giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện và thực hành cái việc hành thiền đó. Vì trong lúc hành thiền thì chúng ta sẽ để cho tâm của mình nó tĩnh tại lại, tạo cái cơ hội thuận lợi để chúng ta kết nối với chính mình và có một cái trí nó sáng hơn, chúng ta nhận diện được vấn đề tốt hơn, có cái trực giác cao hơn, và đặc biệt là chúng ta luôn luôn cảm thấy an toàn, tự biết cách tạo ra một cái vòng hào quang bảo vệ cái năng lượng cho chính mình để không bị ảnh hưởng bởi các trường năng lượng tiêu cực nó đang bủa vây xung quanh cộng đồng, bủa vây xung quanh chúng ta. Đó. Vậy thì nếu như mà anh chị, quý vị nào mà mong muốn tham gia vào cái chương trình thiền này của Mai Loan thì có thể là tham gia vào trong cái link Zalo nhé. Mai Loan sẽ gửi cho các quý vị và anh chị cái link này nhé. Hiện tại thì bây giờ nhóm thiền định của Mai Loan đã là 35 thành viên rồi. Và các anh chị sau khi thiền cùng với Mai Loan và được hướng dẫn thì cũng đã cảm thấy có rất là nhiều cái sự thay đổi. Và ngày hôm nay rất là vui vì là có một chị khách hàng của Mai Loan cũng từ rất là lâu rồi, cơ duyên hai chị em lại kết nối lại với nhau. Và hôm nay là cái buổi đầu tiên chị tham dự vào cái buổi thiền, và chị đã lắng nghe cái bài Mai Loan dẫn thiền, đó là kết nối với đứa trẻ bên trong, chữa lành tiềm thức, chữa lành đứa trẻ bên trong. Và chị cảm thấy rất là xúc động, và gần như là mình thấy
rồi thấy thương cho chính mình, nhưng cũng lại thấy là tâm hồn nó nhẹ nhõm vô cùng vì đã buông bỏ rất là nhiều những cái nỗi nặng lòng ở bên trong. Thì đó chính là một trong những cái bài mà giúp cho tất cả các quý vị có thể là kết nối được với đứa trẻ bên trong hay là chữa lành tiềm thức của chính mình. Ok, đó. Thế thì quý vị nào mà mong muốn tham gia vào cái nhóm thiền định của Mai Loan thì nó hoàn toàn miễn phí nhé, vì Mai Loan tổ chức ra để cho chúng ta có một cái sự thay đổi và cùng nhau chúng ta là tạo nên thành một cái đội nhóm, tổng đội có thể là hỗ trợ cũng như là tạo động lực cho nhau để chúng ta cùng nhau kỷ luật và thực hành cái việc hành thiền vào mỗi buổi sáng này. Thì Mai Loan đã để trong khung chat cái link của nhóm thiền rồi. Các anh chị, các quý vị nào mong muốn tham gia thì chúng ta hãy tham gia nhé. Ok, rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái nội dung của buổi livestream ngày hôm nay. Trong buổi livestream này thì Mai Loan sẽ chia sẻ với các anh chị ba cái nội dung chính. Đầu tiên đó là vì sao chúng ta phải bán hàng, đúng không ạ? Luôn luôn Mai Loan hỏi bất kể một cái chủ đề nào thì Mai Loan bắt đầu bằng cái câu why. Và ngay cho cái việc là tìm ra, thức tỉnh cái sứ mệnh đam mê vào cuộc đời của mình. Chính là trong livestream số 2 thì Mai Loan cũng nói rồi, hai câu hỏi big why lớn nhất của cuộc đời mình đó chính là gì ạ? Tôi là ai và sứ mệnh của tôi là gì? Như vậy thì cái câu why bao giờ cũng là cái câu mà chúng ta hỏi trước. Đó. Thế thì ngày hôm nay chúng ta học cái kỹ năng bán hàng bậc cao, thế thì chúng ta cũng phải đặt ra một cái câu hỏi là why? Tại sao lại phải bán hàng ạ? Tôi không bán hàng thì có vấn đề gì không? Đúng không ạ? Đó, thì vì sao chúng ta phải bán hàng và nghệ thuật bán hàng bậc cao nó là như thế nào? Cái nội dung thứ hai trong ngày hôm nay Mai Loan chia sẻ đó chính là vì sao các quý vị bán hàng nhưng khách hàng không mua hàng của các quý vị, các anh chị. Rõ ràng là 100 người bán bạn người mua, đúng không ạ? Và tại sao rất là nhiều người bán hàng mà người ta lại lựa chọn anh chị? Nếu như mà anh chị là người bán hàng bậc cao thì vì sao người ta lại lựa chọn các anh chị trong số rất là nhiều người cũng bán cùng cái phân khúc đó, cũng cùng cái sản phẩm khách hàng đó? Vậy tại sao khách hàng không mua của người này mà lại mua của người kia? Chúng ta sẽ hiểu được lý do vì sao lại như vậy. Và cái nội dung thứ ba trong cái buổi livestream này hôm nay Mai Loan chia sẻ đó chính là các chiến thuật để chúng ta có thể là kết thúc được cái thương vụ mua bán, hay cũng là có thể là nói là nghệ thuật chốt sale cũng được. Ok, quý vị, anh chị có sẵn sàng lắng nghe cái nội dung này không? Và ba cái nội dung này thì các anh chị cảm thấy nó thế nào? Có hấp dẫn, có thú vị không ạ? Có rất là nhiều các cái khóa học mà dạy về sale, về marketing, và Mai Loan thì cũng nói rất là nhiều lần với các anh chị rồi. Đó là em Mai Loan không phải là chuyên gia về sale, cũng chẳng phải là marketing, mà đơn thuần là những gì Mai Loan học và tiếp thu rất là nhiều các cái người thầy của mình, và sau đó là mình cũng ứng dụng, mình cũng thực hành, và mình cảm thấy cái ứng dụng nào mà nó phù hợp và nó có cái hiệu quả thì Mai Loan chia sẻ lại cho cộng đồng. Thì Mai Loan vẫn nói rồi, cái quãng đường đi từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh nó có rất là nhiều cách để đi, và cũng có rất là nhiều các phương tiện để chúng ta đi, rất nhiều con đường, đúng không ạ? Nó có một vạn con đường đến thành Rome, nhưng mà chúng ta đi bằng cái phương tiện gì? Chúng ta đi máy bay, đi tàu hỏa, đi xe đạp điện hay là đi bộ thì nó cũng vẫn đến nơi thôi. Nhưng làm thế nào để các anh chị có thể là nỗ lực một cách tối thiểu nhưng đạt hiệu quả một cách tối đa? Như vậy thì mình mới cần thầy, cần bạn, cần đồng đội, đúng không ạ? Những người đã đi trước, hoặc là họ đã từng đi cái con đường nào nó ngắn mà nó ít chông gai hơn, họ chia sẻ lại thì mình cũng ứng dụng lại. Và cái cách để trở thành một người thành công đó là gì ạ? Mai Loan nhớ người thầy của Mai Loan là Tony Robbins, và thầy còn nói rằng đó là success model đấy, modeling the success. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta hãy làm theo cái người thành công, cứ nhìn xem ai là những người thành công thì mình hãy bắt chước học theo y chang như họ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình cũng chưa cần phải sáng tạo đâu, mình cứ làm theo khuôn mẫu đi, mình chọn một cái khuôn mẫu nào mà nó phù hợp nhất với cái hướng đi của mình và mình làm theo, cứ bắt chước theo thôi. Đó, đơn giản như vậy thôi ạ. Modeling ạ. Modeling đấy. Ok, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về ba nội dung này nhé. Thế thì đầu tiên, vì sao các anh chị phải bán hàng?
và nghệ thuật bán hàng bậc cao là như thế nào? Các anh chị có đồng ý với Mai Loan rằng bán hàng là thứ chúng ta có thể học được và cũng là điều mà chúng ta phải rèn luyện cả cuộc đời này không ạ? Nếu mà các anh chị đồng ý thì các anh chị có thể comment số 1 vào cho Mai Loan nhé. Nếu đồng ý thì comment số 1 đi ạ. Chúng ta có đồng ý rằng là sale là một kỹ năng quan trọng và nhất định là trong cuộc đời này chúng ta phải nắm được cái kỹ năng này không ạ? Trong buổi ngày hôm nay thì Mai Loan sẽ chia sẻ về cái nghệ thuật bán hàng bậc cao. Và chúng ta thì có khoảng 10 chiến thuật để nâng cao cái kỹ năng bán hàng, chốt khách hàng và hoàn thành cái việc thương vụ mua bán của mình. Dù thương vụ đấy là ngắn hay là dài thì chúng ta cũng phải đẩy nhanh cái tiến độ và kết thúc. Làm sao có thể kết thúc cái phiên bán hàng của mình tự nhiên như là hơi thở. Đó, rất nhiều người chia sẻ nhưng cũng không biết làm nào để kết thúc cả. Và quan trọng là chúng ta phải chốt sale và phải có doanh số. Vậy ngày hôm nay mục tiêu của mình là phải ra doanh số. Và nếu như mà chúng ta chia sẻ quá nhiều đi, chúng ta lang mang là đại bàng ấy, càng bàn nó lại càng to chuyện ra ấy, và cuối cùng chúng ta không chốt được cái gì và kết quả không đạt được như mong muốn, vậy thì đúng hay là sai ạ? Đúng không? Cuối cùng thì chúng ta phải hướng đến một cái result nào đó, đúng không? Chúng ta phải kết thúc. Vậy thì cái việc là chúng ta có đạt được điều đấy hay không, nó cũng chính là một kỹ năng mà chúng ta phải luyện rèn hàng ngày. Nó sẽ có những cái chiến thuật và chúng ta phải nắm được nó. Chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu và chúng ta phải thực hành. Hay là chính là cái quá trình văn tư và tu đấy ạ. Đó. Và cũng nhiều người nói họ hay nói rằng là tôi chẳng có nhu cầu bán hàng đâu. Nhưng mà thực sự là ai trong cuộc đời này cũng phải bán một thứ gì đó. Các anh chị có tin không ạ? Nếu như mà các anh chị không bán tri thức, các anh chị không bán bản thân, không bán sức lao động, vậy thì các anh chị sinh ra trong cuộc đời này để làm gì ạ? Đúng không? Có người thì bán ước mơ, có người thì bán sản phẩm, có thể là sản phẩm hữu hình, có thể là sản phẩm vô hình. Họ có thể là coach về mặt tâm lý, họ có thể là nhân viên trong một cái công ty, một tổ chức nào đó. Vậy có phải là các anh chị đang bán chính mình không? Bán cái tri thức, bán cái trí tuệ, bán cái công sức và thời giờ cho một ai đó? Nếu các anh chị không có giá trị với công ty thì công ty liệu có thuê các anh chị về làm không ạ? Đúng không? Và nếu như cái sản phẩm các anh chị nó không mang lại một cái giá trị gì cho khách hàng thì tại sao khách hàng lại lựa chọn anh chị để mua hàng làm gì? Đó, vậy thì suy ra cùng đó là ai cũng phải bán một loại hình sản phẩm nào đó để duy trì cuộc sống của mình. Đúng không ạ? Chúng ta phải bán cái gì đó. Và để tạo ra giá trị, các anh chị thấy là điều này đúng hay là rất đúng ạ? À, đúng hay là rất đúng có thể comment nhé. Ok, rất đúng đúng không ạ? Và quan điểm của Mai Loan đó là đã là bán hàng bậc cao thì chúng ta không cần phải bán hàng bằng mọi giá. Lưu ý điều này cho Mai Loan nhé. Tuyệt đối không bao giờ tìm cách hạ giá sản phẩm của mình xuống. Đấy là nguyên tắc đầu tiên. Chúng ta chỉ có thể là tăng cái giá trị của cái sản phẩm của chúng ta, làm thế nào để nó xứng đáng với công sức mà chúng ta bỏ ra và thu được nhiều lợi nhuận nhất có thể. Đừng bao giờ dại dột mà hạ giá thành của mình xuống. Mai Loan muốn các anh chị là phải vận dụng sao cho cái thương vụ bán hàng của các anh chị phải rất thành công. Và chúng ta hãy làm ít đi nhưng mà kiếm được nhiều tiền hơn và tạo thêm nhiều giá trị hơn cho cuộc đời này. Đó, chúng ta hiểu là trong cuộc đời này ai cũng phải bán hàng. Và thực ra thì người ta mua hàng không phải là người ta mua cái sản phẩm đâu ạ. Người ta mua hàng là vì người bán thôi. Đó. Vậy thì cái việc là người ta mua hàng của các anh chị, đó chính là việc là người ta mua chính cái niềm tin với các anh chị. Mua chính các anh chị chứ không phải mua sản phẩm đâu nhá. Đó, vậy thì cái người mà bán hàng bậc cao đó chính là người phải biết tạo ra cái giá trị thương hiệu cá nhân cho mình. Định vị mình là một chuyên gia bán hàng, là một chuyên gia về tư vấn hay là chuyên gia đào tạo truyền động lực. Hãy nhớ rằng chúng ta phải là bậc thầy về bán hàng thì người ta mới chọn bạn được. Ai người ta cũng mong muốn là tìm cái giá trị gì tốt nhất cho họ. Vậy thì bạn có phải là bậc thầy của cái lĩnh vực đó hay không? Đúng không ạ? Nếu như các bạn là bậc thầy về cái lĩnh vực đó thì đương nhiên là các bạn chiếm trọn niềm tin của khách hàng rồi. Ví dụ các anh chị làm sinh chắc vân tay nhưng các anh chị cũng chỉ là tham vấn viên dạng làng nhàng thôi, cũng không phải là người xuất sắc gì cả.
hoặc phải là người rất am hiểu về giáo dục sớm, hay là các tâm lý của trẻ, hoặc là hiểu về tâm lý của phụ huynh. Thế các anh chị bán hàng là các anh chị phân tích cho con của họ, nhưng các anh chị chốt sale là chốt cho ai? Cho bố mẹ của các con. Như vậy thì các anh chị phải nắm bắt cả tâm lý khách hàng, rồi phải hiểu sâu về các cái giai đoạn phát triển và các giai đoạn não bộ, hoặc là cái bộ vân tay nó nói về điều gì. Thế các anh chị có phải là master của cái lĩnh vực đó không? Nếu như mà chúng ta cũng học, chúng ta cũng làng nhàng như những người khác, thì làm sao chúng ta có thể chiếm trọn cái lòng tin của khách hàng được? Do vậy nên là cái người nào mà có uy tín thì người ta cứ không hết đơn hàng. Người này, người nọ, người kia cứ lần lượt họ tìm đến, không hết đơn hàng. Còn có những người thì cứ treo bằng để đó thôi mà mãi không có khách hàng nào hỏi cả. Đó, thì chúng ta thấy rằng là người ta mua không phải là vì sản phẩm nhé. Lưu ý nào, comment cho Mai Loan là người ta mua không phải vì sản phẩm, mà người ta mua chính là vì người bán hàng. Được không ạ? Đó, comment là người ta không mua hàng vì sản phẩm, người ta mua hàng vì người bán hàng thôi. Nhá, chúng ta comment câu đó đi ạ. Rồi, và chúng ta hãy định vị mình là một master trong cái lĩnh vực đó. Chúng ta hãy viết ra. Đó, ví dụ như chúng ta muốn định vị mình là một người bán hàng, một thầy, chúng ta phải viết ra. Thì tiềm thức nó mới chấp nhận và nó mới có niềm tin vào điều đó. Ví dụ như tôi là người bán hàng bậc thầy, hay là tôi là bậc thầy tư vấn về sinh chắc vân tay, hay là tôi là bậc thầy về giáo dục sớm vân vân. Đó, chúng ta có thể thay luôn cái phần giới thiệu bản thân ở trên Facebook cũng được. Đó, nếu như mà bạn không dám nói ra thì làm sao bạn làm được? Nếu mà mình không muốn trở thành bậc thầy thì rõ ràng là mình không chịu học, không chịu chia sẻ, không chịu bán bản thân mình. Cái việc mà Mai Loan livestream như thế này cũng chính là việc bán thân đó, đúng không ạ? Mình phải có cái gì đó thì mình mới chia sẻ để cho cộng đồng chứ. Thế mình lên đây mình nói huyên thuyên thì ai muốn nghe không ạ? Ai muốn xem không? Đúng không? Thế Mai Loan nói với các anh chị là không có lối tắt nào đến thành công đâu, mà chúng ta phải làm cho hình ảnh của chúng ta đẹp hơn, làm một người bậc thầy trong cái lĩnh vực mà các anh chị am hiểu. Hãy nhớ ạ, chúng ta phải là master của lĩnh vực đó nhé. Hãy định vị bản thân mình với cộng đồng, và định vị bản thân mình với chính mình và với vũ trụ này. Như vậy thì chúng ta sẽ được vũ trụ hợp lực và mang lại tất cả các nguồn lực cho các anh chị. Vì chúng ta tin gì là được mà, đúng không ạ? Những gì chúng ta nói sẽ thành hiện thực, những gì chúng ta nghĩ sẽ thành hiện thực, và những gì chúng ta làm sẽ thành tạo vật. Đây là sự thắp sáng và tình yêu là chân lý. Đó là những cái câu mà chúng ta phải khắc cốt ghi tâm vào. Đó, thế thì ai cũng muốn bán một thứ gì đó trong cuộc đời, và bạn phải biết điều đó. Đó, dù bạn bán bất kỳ cái gì thì bạn cũng là chuyên gia bán hàng, bậc thầy ở cái lĩnh vực bán hàng đó, được không ạ? Ví dụ Mai Loan định vị mình là một người gieo hạt trí tuệ tâm thức cho cộng đồng. Mai Loan có bất kỳ một cái gì mà có cái tính ứng dụng, các kỹ năng nhỏ nhất, ví dụ như kỹ năng đọc sách mà không bị nhức mắt này, đó, đó, ví dụ như thế, hay là đơn giản như kỹ năng thở trong thiền định chẳng hạn vậy. Có cái gì đó nó là một cái tip hay là một cái gì đó hay hay mình có thể chia sẻ cho cộng đồng. Và mình cảm thấy là khi mà mình trao những cái giá trị đấy đi và rất là nhiều người đón nhận thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Ngày hôm nay thì chị khách hàng của Mai Loan nói rằng là sáng này thì vào muộn nên là không tham dự được cái phần đầu mà hướng dẫn thiền của Mai Loan. Và thở ra, hít vào và thở ra thì thấy là rất là gồng mình, sau đó là hoa mắt chóng mặt luôn. Mai Loan nói rằng là chị hãy hít thở và tập trung vào cái đầu mũi này này. Cảm nhận cái luồng hơi đi vào và đi ra, nó mát hay nó ấm, nó đi đến đâu rồi, nó đi đến đâu mình biết đến đấy. Hơi thở nó vào đến đâu rồi, nó vào đến ngực chưa, nó xuống đến bụng chưa, nó đến rốn chưa, nó ngắn hay nó dài, nông hay sâu, hãy tập trung vào nó. Khi mà hơi thở đi ra thì hơi thở của mình nóng hay là mát. Khi mà chỉ tập trung vào cái đầu mũi này và tập trung vào hơi thở thì lập tức tâm trí của mình không bị phân tán và sao lãng đi bởi các cái suy nghĩ khác nữa. Và khi Mai Loan hướng dẫn như vậy, chị lập tức chị thực hành ngay vào trong buổi chiều, và chị thấy rằng ô thật là tuyệt vời.
Thực sự là khi mà luyện tập theo đúng cái kỹ thuật mà Mai Loan hướng dẫn thì thấy rằng là cái khả năng tập trung rất cao và thấy hơi thở rất nhẹ nhõm chứ không còn nặng nề như buổi sáng. Thì đó chính là cái việc là Mai Loan đang trao đi những cái giá trị, dù nó nhỏ thôi nhưng nó hữu ích, đúng không ạ? Nó mang lại cho người khác cái giá trị mà họ cảm thấy rằng là thật là tuyệt vời. May quá có bạn đi chia sẻ thì mình mới biết được điều này. Đó, thì điều đấy làm cho Mai Loan cảm thấy rất hạnh phúc. Đó. Thì cái việc đó là Mai Loan bán cái gì? Bán trí tuệ, bán những cái mà mình biết, cái tri thức của mình, hoặc là cái cơ hội để cho mọi người có thể học tập và rèn luyện bản thân mình. Và Mai Loan cảm thấy rằng cái việc đó là mang lại cho mình cái niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần 2, đó là vì sao khách hàng lại không mua hàng của bạn. Đó, vậy thì trăm người bán vạn người mua, có người thì bán hoài không ai mua và có người thì chưa cần bán người ta đã nhào vào người ta mua hết hàng rồi. Đó, vậy thì chúng ta cũng hiểu là có nguyên nhân của nó đấy. Thì nguyên nhân đầu tiên của việc khách hàng không mua hàng đó là gì? Là họ không có nhu cầu, đúng không ạ? Thì thực ra thì cũng chẳng có ai có nhu cầu đâu. Chúng ta hiểu rằng trong 100 người thì cũng chỉ có 5 người là thực sự có nhu cầu mua hàng thôi. Còn 95 người còn lại là họ không có nhu cầu ngay tại thời điểm đó. Vì sao ạ? Vì khi họ có nhu cầu thì họ đã tìm đến những cái nơi bán. Ví dụ như là Mai Loan mà muốn mua một cái USB thì có thể là ngay lập tức Mai Loan sẽ lên trên Shopee và tìm cái Shopee Mall nào đó bán cái hàng đấy chất lượng, chứ chưa cần phải tìm một cái người nào đó để tư vấn mua bán cái đấy cho mình. Đó, thế thì nếu như mà họ có nhu cầu thì họ đã tìm mua ở đâu rồi, chứ cũng không tìm đến bạn. Do vậy nên đa phần là người ta không có nhu cầu. Và họ không có nhu cầu, ví dụ như là khách hàng thường chẳng có ai có nhu cầu đọc sách đâu. Nhưng mà khi mà gặp Mai Loan hoặc là nghe những cái live stream này hay tham gia vào cái nhóm là quà tặng từ live stream, là tất cả những ai mà tham gia live stream ủng hộ cho Mai Loan thì đều được nhận những cái món quà đó. Nó là gì? Nó là những cuốn sách. Vậy thì cái việc Mai Loan chọn những cuốn sách để làm quà tặng là để giúp cho các anh chị, các quý vị ngày càng nâng cao cái năng lực của mình lên, ngày càng rèn rũa và phát huy cái trí tuệ của họ. Đó, cái cách nó là như vậy. Vậy thì 95% khách hàng họ không có nhu cầu, và việc của người bán hàng đó phải là educate cho customer, có nghĩa là giáo dục cho khách hàng đấy, giáo dục cho họ. Bạn phải là người truyền động lực, truyền cái cảm hứng cho họ để họ thích. Ví dụ Mai Loan truyền cảm hứng là mỗi ngày Mai Loan tặng cho họ một cái cuốn sách để họ rất là thích. Lúc đầu thì họ không quen lắm, nhưng khi đọc rồi họ thấy rằng là ô, hôm nay hay quá, nhận được cái này, biết thêm được cái này. Ai cũng có cái nhu cầu là mỗi ngày chúng ta am hiểu thêm một cái gì đó, trở nên trí tuệ hơn, đúng không ạ? Ai mà lại không muốn mình tài giỏi rồi là thông minh, giỏi giang, trí tuệ hơn, đúng không? Do vậy nên là chúng ta hãy educate khách hàng. Và nếu như bạn là một nhà giáo dục mà lại không có kỹ năng thuyết trình, lại không có một giọng nói truyền cảm, hay là không có cái khả năng trình bày một cách gãy gọn, thì làm sao có thể thuyết phục được người ta là người ta hãy đi theo bạn hoặc nghe những gì mà bạn chia sẻ, đúng không ạ? Thế nên là trong cái buổi, trong cái chuỗi series livestream của Mai Loan thì có cái phần livestream 03 đấy, trở thành bậc thầy content, hay là livestream 05 là nghệ thuật thu hút bằng giọng nói. Tức là chúng ta phải rất là hiểu là chúng ta cần phải có những cái kỹ năng gì để khiến cho khách hàng họ nhớ đến bạn, họ yêu bạn và họ lắng nghe những gì mà bạn chia sẻ. Đó, chúng ta nhớ nhé, chúng ta luôn luôn phải trở thành cái người biết khơi gợi nhu cầu cho người khác. Hãy gieo cho họ rất là nhiều những khao khát. Mai Loan muốn trao đi các giá trị tri thức cho cộng đồng. Vậy Mai Loan phải thể hiện rằng là khi bạn là một người có giá trị về mặt tri thức thì bạn đẹp như thế nào trong mắt người khác, đúng không ạ? Khi mà bạn biết ăn nói, dùng cái ngôn từ ngữ giới nó chuẩn chỉnh, nó có cung cách nghi thức thành nhân lễ nghĩa trí tín, thì bạn tạo được cái lòng tin và niềm tin cho khách hàng. Và họ mê bạn rồi thì chắc chắn là bạn bán sản phẩm gì thì họ cũng mê cái sản phẩm của bạn. Họ khao khát có được bạn, khao khát có cái sản phẩm của bạn. Vậy thì cái cách mà chúng ta làm là như vậy. Chúng ta trở thành một bậc trí tuệ hơn, chúng ta tạo ra những cái niềm tin tuyệt vời trong lòng khách hàng và cộng đồng công chúng, thì người ta ắt sẽ tìm đến bạn. Và chưa kể nói là về chiến thuật nhé, mà nói về cái quy luật nhân quả thôi, thì khi bạn đẹp lên,
bạn thiện nghiệp và trí tuệ lên thì đồng tiền nó có linh hồn mà, nó sẽ có sức hút về với bạn. Vậy thì bạn không phải đi kiếm tiền đâu, mà là tiền nó phải đi kiếm bạn ấy. Đó, thì Mai Lan thấy rằng là cái điều mà chúng ta ứng dụng được các quy luật, chúng ta hiểu luật và áp dụng được thì nó nỗ lực rất ít, nỗ lực khoảng 20% mà chúng ta vẫn đạt 100% thành công như bình thường. Thì tại sao chúng ta lại không sử dụng luật nhỉ? Đúng không ạ? Mai Lan có chia sẻ cái bộ hướng dẫn thực hành phương pháp Ho'oponopono để chúng ta có thể thanh tẩy chữa lành, gieo hạt, chúng ta có thể đạt được tất cả các cái lợi lạc để đạt được 5 cái mục tiêu cuộc đời về mặt tài chính, về mặt sức khỏe, về mối quan hệ, về sự thông thái, bình an, thanh thản trong tâm hồn. Và chúng ta lại biết gieo hạt để phụng sự cộng đồng, tạo ra những cái hạt giống mới. Và khi mà hạt giống nó được gieo trồng, nó tuyệt vời, nó đẹp rồi, thì cái thời gian còn lại để chúng ta chờ nó gặt quả nó sẽ rất nhanh. Bởi vì theo quy luật nhân quả thì bây giờ nhân quả nó quay vòng nhanh lắm, thì nó không còn giống như ngày xưa là tính hàng năm đâu, mà nó sẽ là tính theo hàng giờ, hàng ngày luôn ấy ạ. Thì các anh chị có thể là thấy rằng là mình làm cái việc gì xấu thì ngay lập tức mình vài tiếng sau mình đã gặp phải quả báo luôn rồi đấy. Vậy nên là cái việc chúng ta thanh tẩy những cái ký ức xấu đi, chúng ta chịu 100% trách nhiệm cho nó, chúng ta chân thành xin lỗi, xin tha thứ, nói lời biết ơn và yêu thương. Sau đấy chúng ta sẽ liên tục để gieo trồng những cái mảnh đất, gieo trồng những hạt giống tốt đẹp lên những cái mảnh đất màu mỡ mới, và chúng ta sẽ chờ cái ngày để gặt quả đấy. Vậy thì chúng ta thấy rằng cứ trí tuệ đi, cứ thiện nghiệp và cứ cho đi thật nhiều thì các anh chị sẽ nhận được nhiều hơn. Rồi, vậy thì quay trở lại với cái nội dung là người bán hàng là phải biết khơi gợi cái nhu cầu cho khách hàng. Thế khơi gợi bằng cách nào các anh chị? Chúng ta hãy đặt ra những câu hỏi thông minh. Chẳng hạn như là các anh chị có muốn kiếm được 100 đến 200 triệu một tháng mà với nỗ lực tối thiểu khi sử dụng Ho'oponopono không? Các anh chị có quan tâm không ạ? Quan tâm quá ấy chứ. Rất là nhiều người inbox cho Mai Loan nói rằng là bây giờ là 10 ngày vừa rồi là vỡ nợ và đóng cửa công ty. Đến bây giờ là cũng có những món nợ không đòi được đến hàng tỷ đồng. Thì làm thế nào để thu hồi nợ đây hả cô? Rồi là thực sự là gặp vấn đề trong các cái mối quan hệ mà không tìm được cái lời giải thoát, và cảm thấy rằng là bị stress, rồi là bị trầm cảm, rất là khó có thể giải quyết được. Rồi có những bà mẹ thì vừa mới sinh được 5 ngày hay là 1 tuần gì đó và cảm thấy rất áp lực và trầm cảm sau sinh đó. Thế thì các anh chị có muốn giải quyết được tất cả các vấn đề đó của mình bằng một cái phương pháp nó đơn giản và không có Ho'oponopono không? Chỉ cần biết đọc, biết viết, biết nghe thôi. Nhu cầu tối thiểu của một con người bình thường các anh chị có thể giải quyết được hết trong 72 giờ. Các anh chị có muốn làm điều đó không? Thì đấy chính là cái câu hỏi để khơi gợi nhu cầu đó. Rồi là bạn có muốn biết làm cách nào để livestream tốt không? Đó, làm thế nào để có một giọng nói đầy quyền lực, có thể livestream trong vòng 4 tiếng mà không hề bị mệt. Đó, thì đấy là những cái câu hỏi khơi gợi nhu cầu của khách hàng, đúng không ạ? Hãy nói cho họ biết những gì họ cần nhưng mà họ không biết. Xung quanh một con người thì có khoảng 100 nhu cầu. Đó, nhưng mà chúng ta phải quan trọng là mình nhận ra được là nhu cầu nào là nhu cầu họ cần nhưng họ không biết. Vậy thì mình phải nói để cho họ biết. Đó, hãy đặt ra cho con người, cho khách hàng những cái câu hỏi mở. Và các anh chị lưu ý này, con người của chúng ta có 4 vấn đề nhé. Có 4 vấn đề cứ đánh đâu lại chúng. Các anh chị đã đọc cái cuốn sách là Từ Huyền Cảm Xúc chưa? Từ Huyền Cảm Xúc, có anh chị nào đọc chưa? Nếu mà đọc rồi comment là yes cho Mai Lan nào. Cuốn này cũng rất là hay đấy, nếu mà chưa thì chúng ta có thể tìm đọc nhé. Thì cái nhu cầu đó là gì? Đầu tiên đó là nhu cầu được trẻ đẹp, xinh xắn. Ai cũng mong muốn như vậy, ai cũng muốn được trẻ đẹp mãi mãi, cả nam hay nữ. Và cái nhu cầu khỏe mạnh thì đương nhiên là như vậy rồi. Họ mong muốn là xinh đẹp, trẻ trung, khỏe mạnh cho đến cuối đời. Đó, ai cũng mong muốn là đẹp hơn, da đẹp hơn mỗi ngày, rồi là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Và câu hỏi đấy, anh chị hỏi lúc nào thì người ta cũng đánh trúng vào cái tim của họ vậy, đúng không ạ?
đó, nhu cầu trẻ, nhu cầu đẹp, nhu cầu được phát triển bản thân. Ai cũng mong muốn mình thông minh hơn, được kết nối nhiều hơn, có mối quan hệ rộng hơn, tạo ra được nhiều giá trị hơn. Và họ khao khát được phát triển, thực sự là như vậy anh chị ạ. Được khao khát phát triển và được thể hiện bản thân theo đúng cái thang Maslow. Thang nhu cầu thì cao nhất đó chính là cái nhu cầu mà thể hiện bản thân mình đó. Đó, và thực ra thì người ta có thể người ta không nói, nhưng mà ai cũng có cái nhu cầu như vậy. Đối với những người có gia đình thì họ có cái nhu cầu là làm thế nào để nuôi dạy con cái trở thành thiên tài này, rồi là học tập ở đâu để cho tốt này. Rồi có gia đình thì cũng ai cũng mong muốn là tìm hiểu những cái cách để mà giữ lửa hôn nhân và hạnh phúc trong gia đình. Làm sao để cái mối quan hệ nó trở nên ngày nào cũng tươi mới, nó tốt đẹp, rồi có khả năng tâm lý thấu hiểu người khác. Và ai cũng mong muốn có nhu cầu vui chơi giải trí. Họ rất là quan tâm đến các địa điểm ăn uống du lịch, ăn ở nhà hàng nào, đi du lịch ở đâu thì giá rẻ, phim nào tốt, phim nào hay. Rồi nhu cầu ẩm thực, địa chỉ nào ăn ngon, đặt tiệc rẻ, rồi không gian sang chảnh, v.v. Đó chính là cái nhu cầu của con người đấy ạ. Và nhu cầu của con người thì chúng ta cứ đánh vào cái nhu cầu đó, kiểu gì cũng trúng. Đó là cái cách để đi. Và có rất là nhiều nhu cầu khác nữa. Đại loại là tất cả những gì mà người bán, bậc thầy cần, đó là phải có kiến thức để khơi gợi nhu cầu. Nếu như mà chúng ta chẳng am hiểu về cái gì, hỏi cái gì chúng ta cũng không biết, vậy làm sao chúng ta có thể nói chuyện và dẫn dắt khách hàng để có cái tình cảm với chúng ta được, đúng không ạ? Chúng ta phải nói cái điều mà người ta mong muốn nghe, chứ không phải nói cái thứ mà mình thích, đúng không? Khi mà gặp một người nào đó thì đây là một cái kỹ năng giao tiếp cơ bản. Chứ chúng ta gặp ai đó, chúng ta cứ thao thao bất tuyệt về cái sở thích của mình, mà họ thì hoàn toàn họ không có những nhu cầu nghe cái phần đó. Vậy chúng ta cứ nói và người ta cứ không có tập trung, vậy thì kết quả của cái cuộc giao tiếp đấy nó sẽ đi đâu về đâu. Và chúng ta phải để ý phần này nhá. Rồi, ngày hôm nay thì Mai Loan sẽ dành cho các quý vị và các anh chị một món quà rất là đặc biệt, đó chính là hai cuốn ebook nghệ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng, có tên là Phi lý trí và tư duy nhanh và chậm. Rồi, anh chị có mong muốn nhận được cái món quà này trong buổi livestream hôm nay không ạ? Mai Loan comment để cho các anh chị nắm được nhé. Rồi, ai mà mong muốn nhận món quà này thì hãy comment 222 đi ạ. Số 2 là số mà Mai Loan rất là thích. Ok. Và ngoài ra thì Mai Loan sẽ dành 10 cuốn ebook nghệ thuật sale và marketing dành cho tất cả các quý vị và anh chị. Đây là một bộ sách mà theo Mai Loan nghĩ rằng là nếu như anh chị nào đang làm được sale và marketing thì nó rất là hay, rất là tuyệt vời dành cho các anh chị đấy ạ. Và chúng ta có thể là hãy vào link Zalo này để nhận quà tặng nhé. Mai Loan sẽ đặt cái link vào đây cho anh chị. Đó. Và chúng ta sẽ quay trở lại với cái nguyên nhân thứ hai vì sao khách hàng lại không mua hàng của bạn. Nó đến từ việc là khách hàng không có tiền. Thẳng thắn mà nói thì cũng có nhiều lần mà Mai Loan cũng đi tới một đôi chỗ mà người ta tặng những cái buổi spa miễn phí, sau đó là tư vấn những cái gói mỹ phẩm mà nó tới hàng 70 hay là 90 triệu gì đó, thì Mai Loan không có tiền. Cũng thế, và cái thời điểm đó thì Mai Loan là ra quyết định là không có dùng. Đấy, thế thì nó cũng đến từ cái việc là thực sự là cũng có khách hàng là họ không có tiền thật chứ. Chúng ta phải hiểu cái tâm lý của khách hàng, đúng không ạ? Một vài khách hàng không mua là thực sự là như vậy. Và cũng có một số khách hàng không mua là bởi vì người ta lấy cái lý do đó làm cái cớ. Đó, họ nói dối. Và chúng ta phải là người nắm bắt được tâm lý và nhận ra điều này. Đó. Và nếu như khách hàng không có tiền, nhưng khách hàng có thể cho bạn mối quan hệ hoặc cho bạn những cái refer tới những cái khách hàng tiềm năng khác, thì mình cũng vẫn có phải nhiệt tình và tạo cái ấn tượng sâu sắc cho họ, đúng không ạ?
họ không có tiền nhưng họ giới thiệu cho bạn nhiều khách hàng khác có tiền hơn thì nó cũng rất là ok. Và mỗi người thì có khoảng 200 đến 300 mối quan hệ cơ mà. Do vậy nên là chúng ta để mà nắm bắt được cái thông tin là tâm lý khách hàng đó thì chúng ta sẽ đặt ra một vài câu hỏi cho khách hàng. Chẳng hạn như là bạn ấy nói cho tôi biết cái tiêu chí mà bạn mong muốn chọn một sản phẩm là như thế nào không? Chất lượng, giá thành là khung giá thành như nào? Và khi mà khách hàng đưa ra một cái khung giá thành mà họ có thể lựa chọn thì mình chỉ nên tư vấn ở cái tầm giá tiền đó thôi, hoặc hơn một chút. Chúng ta không nên là hỏi khách hàng là bạn mong muốn là sẽ chi bao nhiêu tiền cho việc chăm sóc da một tháng, thì họ nói là 500.000 và bạn tư vấn lên cần 50 triệu. Cái gói chăm sóc và trị liệu da chẳng hạn, thế thì làm sao mà họ mua được, đúng không ạ? Đó. Đấy, như vậy thì chúng ta phải hiểu là cái mức độ sẵn sàng chi ở cái mức kỳ vọng của khách hàng là gì. Và đối với khách hàng không có tiền thì thực sự là chúng ta cũng cần rất là chân thành và xác định rõ là họ không có tiền đúng hay là không đúng. Đó, nếu như mà bạn có thể hỏi khách hàng là ngày hôm nay mà bạn thực sự muốn dùng sản phẩm này hay không? Nếu như mà bạn thực sự muốn dùng thì tôi sẽ giúp bạn, không cần quan tâm đến tiền, có thể mua cái sản phẩm này thậm chí với giá 0 đồng thì bạn có đồng ý không? Bạn có muốn mua thực sự không? Thì chúng ta cần phải có những cái câu hỏi để thử thách cái phản ứng của khách hàng. Và kể cả việc họ nói họ không có tiền nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái sự nhanh nhạy, nắm bắt tâm lý và kỹ năng của các anh chị. Đó, sự trưởng thành của anh chị trong cái lĩnh vực bán hàng này. Nhất là khi tư vấn về bảo hiểm nhân thọ, họ thường nói là họ không có tiền. Thực ra thì không có khách hàng nào là không có tiền cả. Mà chúng ta sẽ phải đo cái phản ứng của họ như thế nào. Chúng ta hướng dẫn họ có khả năng mua với giá 0 đồng. Và nếu mà họ nhiệt tình, máu chiến thì đôi khi họ còn vay tiền để mua cơ mà. Đúng không ạ? Khách hàng sẽ mua sản phẩm khi họ muốn. Thậm chí là kể cả vượt quá cái khả năng chi trả. Và việc của bạn cần làm đó là làm cho họ muốn thực sự. Nhớ câu này giúp Mai Lan nhé. Rồi chúng ta hãy comment vào đây. Khách hàng sẽ mua sản phẩm khi họ muốn sản phẩm đó, thậm chí vượt cả quá cả khả năng chi trả. Việc bạn cần làm đó là làm cho họ muốn thực sự. Thế và chốt lại là bạn cần phải xem khách hàng có tiền thật hay không. Được chưa? Sau đó mở ra các cơ hội khác để khách hàng ấn tượng và giới thiệu khách hàng cho bạn. Và mỗi một khách hàng bạn giới thiệu thì có thể là chiết khấu cho họ 10%. Đó, từ 10 khách hàng mua hàng thì bạn tặng cho họ sản phẩm đó thêm bằng 100%. Và đơn giản là làm cho khách hàng thực sự thích đấy. Họ thích, họ yêu mến mình, họ sẵn sàng là tham gia vào cái cộng đồng bán hàng của mình luôn. Làm sao để bán, để biến khách hàng trở thành chính cái người bán hàng cho mình thì đấy là điều rất là tuyệt vời. Đó, thế đây là nguyên nhân thứ hai nhé. Mình là phân tích tiếp cho các quý vị đó, cái nguyên nhân thứ ba đó là gì? Khách hàng không mua hàng bởi vì họ không có động lực mua hàng. Vậy thì bạn cần phải vẽ cho họ một cái kết quả, đó là khi dùng sản phẩm này thì bạn được cái lợi ích gì, tương lai bạn sẽ có cái gì. Phải tăng cái động lực của họ lên. Họ mua sản phẩm này thì họ phải đạt được cái gì chứ? Khi mà họ chưa có một cái động lực, chưa nhìn thấy cái kết quả khả quan gì thì họ cũng chưa có tin tưởng và cũng không có máu chiến lắm. Đó, vậy thì chúng ta phải có cái cách mà đưa khách hàng vào trạng thái muốn mua. Tức là chúng ta phải tác động bằng cả năm giác quan bên trong của họ. Và khi nào đạt được kết quả, nhìn thấy kết quả rõ ràng đạt được thì họ sẽ xuống tiền. Đó, cái thứ nguyên nhân thứ tư đó là họ không có mong muốn mua hàng. Thì nếu mà khách hàng mà không có mong muốn mua hàng, có thể đây là một thời điểm chưa thuận lợi, hoặc có thể họ chưa có tiền, chưa sắp xếp được thời gian, khó khăn trong hoàn cảnh đấy. Đó, hoặc là có thể là cái thời điểm anh chị chốt sale nó cũng chưa đúng lắm. Thì chúng ta cần một vài chiến thuật. Chẳng hạn như chúng ta sẽ nói rằng là chỉ có thời điểm này thì chúng ta mới áp dụng cái giá sale đấy thôi, còn thời điểm khác thì là nó lại quay trở về với cái giá gốc bình thường. Đó, chúng ta sẽ sử dụng một cái chiến thuật được gọi là chiến thuật đôi uyên ương. Nuôi nương tức là như thế nào? Họ rất là yêu nhau nhưng chưa lấy được nhau. Họ nói rằng họ chờ khi nào có tiền, khi nào thành công, khi nào trưởng thành. Và họ đã chờ một khoảng thời gian rất là dài. Họ làm rất là nhiều việc vào ngày kia thì họ cũng lấy được nhau. Và khi họ đã lấy nhau rồi thì hai người đều chống gậy lọ mọ.
bắt đầu đi vào cái nhà thờ và chân tay run rẩy. Khi mà cha sứ nói rằng là hãy đeo nhẫn cho cô dâu đi thì chú rể run rẩy quá, rơi cả nhẫn xuống đất. Và họ phải đeo kính tìm mãi mới thấy. Đó, tìm mãi mới điệp nhẫn và đeo cho nhau. Và cô dâu thì móm mém nhìn chú rể cười. Lúc này thì họ lấy được nhau rồi. Nhưng mà mục đích của họ đó là gì? Làm sao để tiêu hết số tiền họ đã kiếm. Và hàng ngày thì họ ở nhà họ chỉ xem là dùng thực phẩm gì tốt để mà khỏe mạnh thôi, sống còn phần đời còn lại. Và cũng chẳng còn thời gian để đưa nhau đi du lịch hay là đi nghỉ dưỡng gì nữa cả. Đó, đấy là một cái câu chuyện. Nghe xin chào chị Thúy Dương. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị đã luôn gọi theo cái hành trình chặng đường của Mai Loan trong cái sứ mệnh là trao các cái giá trị gieo hạt trí tuệ cho cộng đồng. Và hôm nay đã là buổi livestream thứ 17 rồi. Các cái buổi livestream của Mai Loan thì bắt đầu vào 8:30, do vậy nên là các chị mà nếu như sắp xếp để chúng ta tham gia được từ đầu thì chúng ta sẽ hưởng trọn vẹn những cái kiến thức mà Mai Loan chia sẻ. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể là xem lại những cái buổi livestream đó. Mai Loan cũng có thể upload lên trên kênh YouTube của mình, đó là Phát Triển Bản Thể, thì các anh chị có thể vào đó xem. Kênh này thì có rất là nhiều các clip dẫn thiền của Mai Loan, cũng như là tất cả những cái buổi livestream nào mà Mai Loan chia sẻ thì cũng đăng lên trên nhóm này. Các anh chị đã biết cái link của cái kênh này chưa nhỉ? Nếu mà chưa thì Mai Loan sẽ gửi cho các anh chị link nhá. Và chúng ta cũng có thể vào đây chúng ta xem lại các cái bài livestream của Mai Loan. Và ngày hôm nay thì cái nội dung nó rất là hay, đó là cái kỹ năng bán hàng bậc cao. Bậc cao là như thế nào, khác với bậc thấp là gì? Và bây giờ đang là cái nội dung thứ hai, tức là lý do vì sao mà khách hàng không tin tưởng mình, khách hàng không mua hàng của mình. Đó, vậy thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Mai Loan sẽ lượt lại một chút, vì là như chị Dương vừa mới vào, có thể là chúng ta sẽ chưa nhớ được hết nội dung đó. Mai Loan sẽ comment. Rồi, chúng ta đợi 30 giây nhá. Mai Loan sẽ comment lại cho các anh chị là cái kỹ năng mà vì sao khách hàng không mua hàng của bạn. Đấy, đây là cái nội dung thứ hai rồi. Chúng ta phải hiểu được nguyên nhân vì sao chúng ta mới tìm ra được giải pháp, đúng không ạ? Thì đầu tiên đó là họ không có nhu cầu. Đấy, mà chúng ta hiểu rằng là 5% có nhu cầu thôi, 95% là không có nhu cầu. Việc của chúng ta là phải biết khơi gợi cho họ biết rằng là họ cần nhưng họ chưa nhận ra. Đấy là cái nội dung cốt lõi. Thứ hai đó là khách hàng không có tiền. Khách hàng không có tiền thì thực ra là không có ai là không có tiền đâu, nhưng mà chúng ta phải xem họ có thật hay không. Thực sự là họ muốn mua thì họ sẽ bằng mọi giá họ sẽ mua. Thứ ba đó là họ không có động lực để mua hàng, vậy thì chúng ta phải cho họ xem kết quả. Họ mua thì họ phải được cái gì, trong tương lai gần hay xa thì họ sẽ nhận thấy những kết quả nó vi diệu như thế nào thì họ mới có động lực để họ mua, đúng không ạ? Rồi cái thứ tư đó là họ không có mong muốn. Thì chúng ta phải hiểu rằng là đang ở cái thứ tư Mai Loan chia sẻ về cái chiến thuật đôi uyên ương, tức là phân tích một cái câu chuyện, đó là họ yêu nhau mà họ chờ đến mãi đầu bạc răng gần long rồi bắt đầu họ mới lấy nhau đó. Thế thì mình sẽ phân tích cho họ thấy rằng là nếu mà họ chờ có tiền họ mới bắt đầu học được kỹ năng thì lúc đấy thì họ còn học được nữa hay không đó. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu mọi thứ đó là ngay bây giờ, ngay lúc này. Và bạn nói rằng bạn không có tiền nhưng bạn muốn thôi, bạn chỉ cần muốn thôi, thì tôi có thể hướng dẫn bạn mua cái sản phẩm này với giá 0 đồng mà bạn vẫn đạt được điều đó. Đấy, vậy thì cái việc của chúng ta đó là giải quyết cái mong muốn về thời điểm. Và thời điểm ra quyết định tốt nhất là bây giờ, là mình phải nhấn mạnh để cho khách hàng có thể là đưa ra quyết định ngay, và chúng ta xu hướng là chúng ta sẽ kết thúc cái công cuộc này. Và một cái nguyên nhân nữa khách hàng không lựa chọn mua sản phẩm của bạn đó chính là gì? Đó là khách hàng không tin tưởng. Họ không tin tưởng vào sản phẩm hay họ không tin tưởng vào chính bạn. Chỉ có hai điều đấy thôi. Và khi khách hàng mà nói ra cái câu đó thì bạn phải xem lại bản thân ngay lập tức. Vì đa phần khách hàng mà nói như vậy có nghĩa là họ phần nhiều là họ không tin bạn ấy. Tức là họ không bị thuyết phục bởi chính cái tài năng của bạn. Bạn nói mà họ không thuyết phục một chút nào cả. Đấy. Chứ còn nên là bán hàng, trước khi bán hàng thì bạn thực sự bạn phải là một người có cái nhân hiệu tốt, bạn là người có tâm, bạn có một cái sản phẩm nó thực sự là tốt và đáng tin tưởng.
bạn phải là người chân thành, hiểu rõ sản phẩm, hiểu rõ nguồn gốc, chất lượng, đáng tin cậy hay không. Đó, cái đó là cái tính thiện trong người rồi. Nếu mà chúng ta ngay từ đầu chúng ta đã ma lanh quỷ quyệt mà chúng ta không hướng tới cái thiện và trao đi giá trị từ cái mục đích ban đầu thì chúng ta có bán bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không đạt được cái giá trị gì hết. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta hiểu rằng là chúng ta đừng vì lợi nhuận, đừng đặt những cái vấn đề tiền bạc lên hàng đầu. Bởi vì khi mà có tiền các anh chị mất hết mối quan hệ thì anh chị cũng chẳng được cái gì cả. Vì là giá trị mục tiêu cuộc đời có tận 5 giá trị cơ. Nếu mà chỉ hướng mỗi giá trị đầu tiên về tiền thôi thì nó lại không đạt được vấn đề gì hết. Vậy thì chúng ta nhớ nhé, trước khi bán hàng thì nhất định là phải chọn một cái sản phẩm thật tốt, tin dùng và bản thân mình là người trải nghiệm thì nó ok rồi thì mình đi chia sẻ. Ví dụ như Mai Loan cũng có rất là nhiều những cái kiến thức mà chia sẻ cho các anh chị. Mai Loan áp dụng thực hiện hỗ Pono Pono là đến thời điểm này ngày hôm nay đó là ngày thứ 175 rồi. Và các anh chị biết đây này, đây là Mai Loan đã viết những cái cuốn sổ nó nhiều như thế này và viết đến cái cuốn thứ 3 rồi. Về thực hiện đến cái ngày thứ 174 rồi, thấy nó có kết quả, nó hiệu quả và nó vi diệu như thế nào thì mình mới dám mình chia sẻ cho cộng đồng. Chứ mình không phải đơn giản là mình thấy nó vừa mới thấy người ta quảng cáo rồi mình cũng đi chia sẻ lung tung như vậy là cũng không phải. Đó, mình thực sự là người trải nghiệm, tin tưởng và bắt đầu mình cảm thấy là những cái gì mà mình ứng dụng nó có hiệu quả thì bắt đầu mình mới chia sẻ cho cộng đồng. Mai Loan chia sẻ rất là nhiều cái phần quà của Mai Loan tặng cho các anh chị, đó là cái quy trình mà ứng dụng mà Mai Loan thực hiện nó và thấy có kết quả. Đó, rồi là những cái bức ảnh hình thanh tẩy thì Mai Loan chia sẻ trao đi các giá trị đấy cho các anh chị. Để các anh chị cảm nhận độ vi diệu thì rõ ràng các anh chị sẽ có niềm tin với Mai Loan, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta lưu ý nhá, 71% khách hàng sẽ mua sản phẩm là vì tin người bán hàng. Chúng ta hiểu không ạ? Hãy comment vào cho Mai Loan này. 71% khách hàng mua sản phẩm là vì tin người bán hàng. Đó, người ta chưa chắc là người ta đã biết về sản phẩm nhiều đâu. Nhưng mà người ta tin bạn ấy thì người ta mới mua. Còn không tin thì chẳng mua đâu. Đó, vậy thì 71% của thương vụ thì lại phụ thuộc vào người bán hàng, chứ không phải là cái công ty tạo ra sản phẩm đó hay cốt lõi bản thân cái sản phẩm đấy đâu. Đấy, vậy thì nếu như mà các anh chị không phải là một người thực sự là tuyệt vời, một người trí tuệ, một người chân thành, một người có chữ tín với khách hàng thì rất là khó để có thể là khách hàng sẽ tìm đến với bạn. Vâng, đúng rồi chị Thính Dương, 71 khách hàng là mua là vì khách hàng và mua vì người bán hàng đấy, chứ không phải mua về vì cái công ty đó hay là vì cái sản phẩm đấy đâu. Đấy, thế thì khi mà chúng ta nói rằng là tôi là người đã bán cái sản phẩm này cho 1.000 khách hàng, 1.000 người, 2.000 người đang sử dụng cái sản phẩm của tôi đây, review đây, feedback đây, data đây, đó. Thế thì người ta nhìn vào con số người ta thấy, wow, bạn bán được nhiều thế cơ à? Thế là người ta nhìn thấy là người ta đã tin mình luôn rồi. Đó, nó phải là có một cái con số, một cái dẫn chứng, chứ không mình cứ cua môi, múa mép, mình nói là tuyệt vời lắm như thế này thế kia. Nhưng mà mình thực lòng mà nói là mình chẳng có cái gì để show ra được cho họ để họ có cái niềm tin tưởng thì làm sao mà khách hàng họ mua của mình được, trong khi đó rất là nhiều người bán cùng một cái loại sản phẩm như mình, có cái sự cạnh tranh rất khốc liệt trên thương trường, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy tự tin, hãy xây dựng nhân hiệu của mình ngay bây giờ, hãy học hỏi phát triển bản thân, nâng cao mình mỗi ngày lên. Và chúng ta phải hiểu là chúng ta trao đi, hãy trao đi thật nhiều, là người cho đi cử khôi. Câu này Mai Loan nói trong mấy buổi livestream gần đây rồi. Hãy là người cho đi trước. Bởi vì sao? Cái quy luật nhân quả đó là chúng ta phải gieo đi thì chúng ta mới gặt được. Chúng ta cứ chờ người ta mang quả đến cho mình ăn, xong rồi mình có hạt, xong rồi mình mới gieo thì làm sao có được ạ? Anh chị nói rằng là thôi tôi không đi làm từ thiện đâu, bao giờ tôi có tiền tôi mới đi làm từ thiện. Thế thì Mai Loan nói luôn là chẳng bao giờ anh chị có tiền, bởi vì các anh chị có sẵn lòng cho đi đâu mà anh chị nhận về, đúng không ạ? Chúng ta muốn ăn quả táo nhưng mà chúng ta chỉ gieo cái hạt hạt đu đủ thôi mà chúng ta lại cứ mong muốn được ăn cái quả táo cơ, cái vị như vậy cơ, thì làm sao mà mình làm được, đúng không ạ? Không bao giờ đạt được đâu nếu các anh chị không sẵn sàng cho đi, không sẵn sàng gieo hạt, chọn hạt giống tốt để gieo. Đấy là quy luật rồi. Chúng ta phải hiểu được luật. Ở cuộc đời này nó là một trò chơi.
trò chơi thì là như thế nào, các anh chị bước vào trò chơi các anh chị phải biết luật chứ, đúng không ạ? Chúng ta bây giờ chúng ta bảo là chúng ta muốn nhảy vào sân bóng đá thì chúng ta đá, nhưng mà không biết rõ là vị trí vai trò của tiền vệ rồi tiền đạo hậu vệ như thế nào, chúng ta cứ vào đấy nhảy loi choi từ đầu sân đến cuối sân thì có ra được kết quả gì không đó. Phải hiểu được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình đang ở đâu, đúng không ạ? Mình muốn cái gì, mình cho đi cái gì thì mình mới đạt được cái đấy. Đúng rồi, tôi là người cho đi rộng lượng và đón nhận từ khôi. Tuyệt vời, câu đấy là câu rất là hay. Và chúng ta hãy nhớ nhá, hãy cho đi thật nhiều đi rồi bạn sẽ nhận lại. Vì ngày trước thì nhân quả nó lâu lắm, nó cũng phải đến tính đến hàng năm, nhưng bây giờ nhanh lắm. Các anh chị mà cứ cho bố mẹ các anh chị gieo hạt từ buổi sáng đi, kéo khi đến cuối ngày là tự nhiên tiền về rất là nhiều luôn. Cái này Mai Loan ứng dụng trong mẫu Pono Pono rồi, nó ra nhiều lắm luôn. Thực sự luôn, buổi sáng mà cho chồng 500.000, thế là đến buổi tối thì có đến tận 5 đơn hàng. Tính ra thì cũng gấp 4 lần cái số tiền mà mình đã gieo đi. Vi diệu không ạ? À? Ai mong muốn như vậy ạ? À? Các anh chị mong muốn thì ngày mai hãy gieo hạt ngay từ đầu ngày nhé. Nên gieo đầu ngày, nên gieo đầu tháng, nên gieo đầu năm. Đó, lại gieo những cái khoản tiền đó, nó lớn lớn tí, chúng ta lại nhận về nhiều hơn. Nó không gieo thì không bao giờ gặp được đâu ạ. Đấy. Vậy thì chúng ta hiểu là trăm người bán bạn người mua. Vậy chúng ta không cần phải lo sản phẩm, bán cái gì cũng được. Mai Loan đã theo dõi một cái series mà chia sẻ của anh Hoàng Bá Tàu ấy. Anh ấy nói rằng bạn chẳng cần phải có cái sản phẩm gì cả. Có rất là nhiều người đến với anh ấy nói rằng là cũng muốn học sale nhưng mà chả biết bán cái gì vì chẳng có cái gì mà bán, từ xưa đến giờ chỉ có đi làm công ăn lương. Nhưng mà không cần phải lo sản phẩm đâu, thực sự là như vậy. Vì sao ạ? Vì chính các anh chị, chính cái giá trị con người của các anh chị nó là sự khác biệt, nó không lẫn được với ai cả. Và chính chúng ta hãy bán mình đi, chúng ta có cái gì là cái đặc biệt không? Và cái hướng của chúng ta ngay từ cái buổi livestream số 2 Mai Loan nói rằng là hãy đánh cái sứ mệnh và đam mê của mình, với mình phải có cái giá trị gì cho con người mình, đúng không? Nếu đặt ra câu hỏi là các anh chị không quan tâm đến tiền, coi như các anh chị là tỷ phú luôn đi, có cả 1.000 tỷ trong tay đi, thì các anh chị muốn làm cái gì? Nếu như mà không phải quan tâm đến vấn đề về tài chính nữa, thì các anh chị muốn làm cái gì, muốn trao cái giá trị gì cho cộng đồng? Chúng ta đặt câu hỏi như vậy, chúng ta ngồi suy ngẫm đi ạ, thì sẽ ra ngay được cái đam mê, cái sứ mệnh của mình đấy. Đó, mình muốn làm cái gì thì mình hãy bắt tay và mình làm ngay và làm luôn đấy. Đầu tư vào việc là phát triển bản thân, phát triển bản thể, học hỏi. Cuộc đời này là một cái trường học, vậy thì ai là người có tốt nghiệp nhanh nhất thì người đấy là người mà hiểu luật chơi, chơi rất là giỏi. Bước vào trò chơi mà lại không hiểu luật, đứng lơ ngơ là chết rồi, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu luật chơi và chơi đúng luật nhá. Chơi sai luật cái là bị tuyết còi thẻ vàng thẻ đỏ ngay, được chưa? Và Mai Loan sẽ đến cái phần cuối cùng của ngày hôm nay, đó chính là các chiến thuật để mà kết thúc một cái thương vụ. Trong phần này chúng ta sẽ nói là làm thế nào chúng ta có thể kết thúc được cái thương vụ nhanh hơn đấy. Và nhớ rằng là cái kỹ năng bán hàng nó là một trong những kỹ năng mà mình phải luyện rèn, học đi học lại rất là nhiều. Chúng ta nhớ cái quy tắc là 10.000 giờ, đúng không ạ? Chúng ta nếu mà chúng ta học 3.000 giờ thì gọi là hiểu biết sơ sơ, đúng không? Đến 6.000 giờ gọi là chúng ta cũng khá khá rồi. Đó, và khi lên đến 10.000 giờ tức là chúng ta trở thành thầy đấy, master của cái lĩnh vực đó. Nhưng nó không phải đơn giản là chỉ học đâu, mà là học, hiểu và hành, phải luyện rèn, phải luyện tập rất là nhiều. Đó, và chúng ta phải linh hoạt, không nên dùng một chiến thuật nhé. Ví dụ như là khách hàng khó tính thì chúng ta phải bán cho họ cái sự ân cần. Khách hàng dễ tính thì bán cho họ cái sự thân thiện, sự phóng khoáng. Khách hàng nào mà mình phải hiểu cái tâm lý. Đấy là lý do vì sao Mai Loan lựa chọn hai cái cuốn sách là Phi Lý Trí và Tư Duy Nhanh và Chậm để tặng cho các quý vị anh chị. Tức là chúng ta phải nắm bắt tâm lý khách hàng thì mới được. Đó, và luyện rèn thật là nhiều, không bao giờ ngại thất bại. Bởi vì chúng ta phải, những người thành công đó là họ chịu thất bại nhiều hơn chúng ta, thế thôi. Đó, vậy thì cái chiến thuật đầu tiên đó là gì? Đưa cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Anh chị ghi vào nhá,
Mela sẽ nốt lại các cái phần nội dung này. Các chiến thuật để kết thúc một thương vụ thì đầu tiên phải là đưa cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Rồi, hãy nhớ ạ, khách hàng rất là ghét khi mà bạn nói rằng tôi chỉ có mỗi sản phẩm này thôi. Đấy, chúng ta phải đưa ra cho họ nhiều cái option để họ có thể lựa chọn. Ví dụ như là em nghĩ là có rất là nhiều màu son này, chị đi chơi thì chị dùng màu này, đi dự tiệc thì dùng màu kia, đi chơi thì đánh màu này cho tươi trẻ, kiểu như vậy. Chúng ta phải đưa cho họ rất nhiều sự lựa chọn để họ thấy rằng là thế thì họ có thể là họ thích cả ba hay là họ thích hai trong ba. Chứ nếu mình đưa ra có một sự lựa chọn thì chỉ có yes hoặc no thôi, đúng không ạ? Vậy thì khách hàng sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn, thì chúng ta sẽ hỏi họ một câu đó là: chị muốn lấy sản phẩm này ngay bây giờ hay chị muốn em ship đến nhà cho chị? Hỏi câu đấy là chúng ta sẽ đưa cho họ cái sự lựa chọn là họ bắt buộc phải mua. Nếu chúng ta phải hỏi là yes or yes, chứ không phải hỏi là yes or no. Anh chị hiểu nhá. Nếu mà ai đó mà lại hỏi là chị có mua không, chị có mua không để em gửi, thì như vậy đó là yes or no rồi. Rất dễ họ nói rằng thôi em ạ, để bữa sau chị mua. Đó, đây là một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, anh chị hiểu nhá, hết sức ngớ ngẩn. Phải hiểu là chúng ta hãy đặt câu hỏi. Đây, Mela sẽ comment này, đặt câu hỏi yes or yes. Và chúng ta phải nhớ là cái này áp dụng cả cho con cái luôn. Chúng ta không thể nói là con có cất cái đồ chơi này cho mẹ hay không, thì có thể là bạn ấy sẽ nói là vâng con cất hoặc là vâng con không cất. Thế mình sẽ nói rằng là con cất đồ chơi này cho mẹ ngay bây giờ hay là sau một phút nữa. Đó, thế thì bạn ấy chỉ có thể là cất, không có thể là nói là say no được. Đấy, chúng ta phải hỏi câu hỏi yes or yes, được không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ đưa cho họ ít nhất 2 đến 3 sự lựa chọn để khách hàng cảm thấy là được tôn trọng. Và có một vài câu kinh điển đó chính là những cái câu lúc nãy Mela nói đấy. Chị muốn ngay bây giờ hay là muốn để em ship tận nhà, hay là chị muốn thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ ạ, hay là chị mua 2 hộp hay 3 hộp, chị mua 3 hộp thì được giảm giá lần này hay là được tặng thêm quà này, vân vân. Hay chị mua 3 màu son thì mua tất cả các màu thì nó thế này thế kia đấy. Chúng ta phải đưa cho họ rất là nhiều sự lựa chọn thì khách hàng nó tỷ lệ chốt khách hàng sẽ nhanh hơn, được không ạ? Đấy là chiến thuật đầu tiên nhé. Chiến thuật là đưa cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Có một cái chiến thuật thứ hai, đó chính là chiến thuật 1902. Chị Dương đã từng nghe đến cái chiến thuật 1902 này chưa ạ? Chiến thuật này là được Frederick phát minh vào năm 1902, do vậy nên được gọi là chiến thuật 1902. Chiến thuật này là nó như thế này. Ví dụ như họ nói là giá quá cao, tôi không có khả năng chi trả. Thì bạn cứ tưởng tượng nhé, nếu như thỏi son này dùng trong 6 tháng thì mỗi tháng là mất khoảng 50k. Như vậy thì mỗi ngày, mỗi tháng mà mất 50k và một tháng là 30 ngày, đúng không ạ? Vậy mỗi ngày bạn chỉ cần có 2k để đôi môi của bạn trở nên quyến rũ bất kỳ ai. Đó. Như vậy thì đó chính là cái chốt hàng đỉnh cao. Mỗi ngày chỉ có 2k để cho đôi môi bạn tràn đầy sức sống, để bạn luôn tự tin với cơ hội chào đón bạn. Bạn nở một nụ cười là công việc của bạn nó đã trơn tru và trôi chảy rồi. Vậy bạn có xứng đáng với 2k trên một ngày không ạ? Nếu mà nói như vậy thì khách hàng theo anh chị sẽ trả lời là yes or no, đúng không ạ? Chính là phân tích chia nhỏ đấy ạ. Vâng, đúng rồi, chính xác là như vậy. Đó. Đấy, thì chị biết chiến thuật này rồi, chẳng qua là nó là có một cái tên, nó là như vậy, nó là chiến thuật 1902. Tức là những người bậc thầy của ta đều luôn luôn chia nhỏ giá thành sản phẩm ra, chia nhỏ đến mức mà từng ngày luôn. Chúng ta thấy rằng khi mà chia nhỏ như vậy thì nhỏ có cái gì mà không mua đâu, đúng không? Đơn giản mà. Đấy là cái chiến thuật thứ hai nhá. Cái chiến thuật thứ ba đó chính là gì? Đó là đánh vào ước muốn sở hữu sản phẩm của khách hàng. Đấy, các anh chị có hiểu về khách hàng không? Ai cũng mong muốn trở nên xinh đẹp hơn. Và với cái cách nhìn của tôi thì tôi biết là bạn muốn có nó rồi. Em biết là chị mong muốn có cái căn nhà gần hồ rồi. Đó, thế thì khi mà mình nói cái vấn đề mà đánh trúng vào cái tâm lý, cái khao khát của họ, thì họ sẽ thấy rằng là ồ, bạn này là một người rất là tâm lý, đúng không? Bạn hiểu khách hàng. Và mình chỉ cần hỏi đúng cái câu hỏi đúng vào tâm lý của họ. Hỏi cái gì đánh vào cái đó. Mình hiểu họ mong muốn thứ gì thì đánh đúng vào chỗ đó. Tôi mong muốn tự tin hơn. Vậy thì bạn tưởng tượng nhé, khi mà bạn thoa cái sản phẩm này lên này, wow, đi đâu thì người ta cũng ngưỡng mộ bạn này. Bạn thấy không, bạn thích không?
bạn trẻ hơn bao nhiêu rồi vân vân đó, thì cái sản phẩm này đạt được cái mong muốn của bạn đó, thì đánh vào cái ước muốn sở hữu của họ, đừng có đánh vào cái công việc như là đó, mình đừng có động đến vấn đề tiền bạc nhiều lắm, nhưng mà mình thấy rằng họ có khao khát, và ngay từ đầu mình thấy họ có cái khao khát nhưng họ chần chừ, vậy thì mình cứ đánh trúng vào cái đó thôi. Chị cứ tưởng tượng đi, chị mong muốn như vậy mà em hiểu, chị mong muốn như vậy mà em sẽ hỗ trợ chị để chị có thể đạt được nó, thậm chí không đồng luôn mà, đúng không? Nhưng mà mình nói như vậy thì họ thấy là cái tâm lý của cái người này là muốn giúp mình để mình đạt cái khao khát của mình, vậy tại sao mình lại không tin tưởng họ đó? Đấy là đánh vào cái ước muốn sở hữu sản phẩm của khách hàng đó. Cái thứ tư đó chính là gì ạ? Mua ngay bây giờ hoặc không còn cơ hội nào khác. Cái này thì thật ra những cái mà em Mai Loan chia sẻ thì nó cũng là kinh điển thôi, nó không có cái gì sáng tạo cả đấy, nhưng mà có điều là các anh chị đôi khi chúng ta sử dụng nhưng chúng ta cũng chưa gọi tên được nó đấy, nên thì Mai Loan sẽ chia sẻ để các anh chị hiểu rằng là đấy, thì từ trước đến giờ là mình quán chiếu lại, là mình tổng hợp lại những cái cách như vậy để mình có thể là nhớ nó một cách rõ ràng hơn đấy. 3.4 của Mai Loan đánh nhá, 3.4 là ngay bây giờ không còn cơ hội nào khác, thì bạn cần rất là nhiều giá trị đi kèm với cái sản phẩm đó. Nó ngoài sản phẩm ra thì phải có giá trị gì đó, đúng không ạ? Hoặc là cơ hội gì đó, mua nhiều thì lại được giảm giá, hoặc là mua ngay thì được tặng kèm cái gì đó, thì bắt đầu mới có thể là thúc giục khách hàng chốt sale nhanh được. Chứ người ta thấy rằng là mua bây giờ hay là ngày mai hay là ngày mốt mua thì cũng thế thôi à. Mai Loan thì có đi tham gia một cái hội thảo là đầu tư, kêu gọi vốn đầu tư cho Buy Shop, là bộ sắp gương ấy. Thì cái bạn chia sẻ, bạn ấy cũng nói như vậy đấy, bạn cứ ứng dụng cái này này, nó là gì ạ? Chị mua ngay bây giờ thì chị được hỗ trợ là 80% tiền cái tính ngân hàng trợ giúp, thì đấy bạn, chị chỉ cần đóng khoảng này tiền thôi, nó mấy chục triệu thôi đó. Thế nhưng mà tổng giá trị mà chị sẽ nhận được là 12% tiền lãi, chứ bình thường chị có 9%, thế là chị sẽ được 12% nếu như đúng trong ngày hôm nay được ứng dụng, như áp dụng đúng cái phương pháp này luôn đó, chỉ duy nhất trong ngày hôm nay thôi. Và mở ra cơ hội này thì chị hãy nắm bắt cái cơ hội này, và ngân hàng cũng đã đợi sẵn rồi đấy, chỉ cần chị khai thông tin mà chúng cũng thư ký kèo là xong luôn. Họ chốt sale nhanh lắm luôn, nhưng mà rất là nhiều người xuống tiền ngay lúc đấy. Vì sao ạ? Tâm lý khách hàng thôi ạ. Tâm lý người ta lo sợ mất cái gì đó, đúng không? Người ta sợ mất hơn là sợ được sở hữu cái sản phẩm đấy. Thực sự là như vậy, đấy là cái tâm lý chung, và mình phải nắm bắt được cái tâm lý của khách hàng. Nếu như không mua ngay thì cũng chẳng bao giờ có cái giá này, hay chẳng có cơ hội để được trở nên xinh đẹp hơn, để được sở hữu cái giá khi mà công ty chưa lên sàn IPO thì chị sẽ được mua với cái giá cổ phiếu là 5.000, còn khi mà bọn em lên sàn bọn em bán 12.000 rồi. Đến khi họ nói như vậy thì mình thấy rằng ô đúng rồi nhờ, mình mua sớm thì ra quyết định ok hơn, vân 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 đó. Đấy là cái cách mà làm rất là ok. Đó là 3.4 rồi đúng không ạ? Và cái nội dung tiếp theo đó chính là thuận mua vừa bán. Đấy, cái kỹ năng chốt sale của thuận mua vừa bán tức là sao ạ? Mình thêm một lần nữa chúng ta phải hiểu tâm lý khách hàng. Khách hàng rất ghét bị ép. Mai Loan rất ghét bị ép. Khi mà đi ghét nhất là khi mà đi làm spam miễn phí, sau đó là họ cứ kiểu dồn mình vào cái bước đường kiểu như không mua không được ấy, hay là đặt vào cái tình huống là o ép quá mà không cảm thấy cái tâm ý, cái thành ý lắm ấy, thì gần như là Mai Loan trốn chạy luôn kiểu như thế. Đấy, nó cũng phải thuận mua vừa bán. Hãy bán hàng dựa trên cái sự chân thành, đừng có thúc ép quá về cái gì nó cứ dục tốc bất đạt. Người ta cứ nhìn thấy cái gì đó nó cứ hỏng lắm, xong nó cũng nhanh nhanh vội vội ấy, là người ta bắt đầu đặt ra rất là nhiều dấu hỏi chấm trong đầu. Ban đầu có thể đang có thành ý tốt với mình, nhưng mà vì là mình không tinh tế ở chỗ đó, chúng ta phải tinh tế đúng không, phải vi tế tức là đọc được suy nghĩ của khách hàng, và phải thực sự rất tử tế với khách hàng. Chỉ có tâm ý, chỉ có chân thành và sự tử tế thì mới nắm bắt được họ thôi đó. Thế thì mình nói rằng là em thì không quan trọng với việc chị mua hàng hay là không mua ngày hôm nay với em, nhưng em nghĩ rằng tất cả những người đến với em đều mong muốn cung cấp cho họ đầy đủ những cái thông tin, hiểu về cái giá trị của cơ hội này, và rất là mong muốn là chị nắm bắt được cơ hội này thì chị sẽ đạt được những cái bla bla đúng không, hoặc là chị có thể giới thiệu cho em, hãy trao cho em cái cơ hội để em được trình bày một cách rõ ràng nhất với chị đấy. Như vậy thì họ sẽ không đề phòng bạn nữa, họ không nghe và họ cảm thấy rằng là ok đấy.
họ mong muốn tốt cho mình, nhưng mà thuận mua vừa bán thì phải tôn trọng khách hàng một chút, đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta cứ tìm mọi cách để bán hàng và dùng cho họ, dùng một số những cái ngôn từ mà nó quá là push ấy, dùng cái phương pháp là pushing quá, thì đôi khi nó lại thành ra là không hiệu quả. Đấy. Mà thay vì vậy là chúng ta hãy nhiệt tình hết cỡ, hãy chân thành hết mức có thể, hãy hướng cái đích của mình, dùng cái ngôn từ làm sao mà nó thể hiện cái sự thành ý nhất, và để cho họ có cái cảm giác thoải mái trải nghiệm và đánh đúng vào cái khao khát của họ, thì lúc đấy tự họ sẽ ra quyết định đó. Và hãy nhớ một điều từ lúc đầu giờ đến giờ Mai Loan vẫn nói, đó là khách hàng không mua sản phẩm vì chính sản phẩm hay là vì cái công ty đấy đâu, mà mua vì người bán hàng, mua vì chính các anh chị. Do vậy nên chốt lại một điều quan trọng nhất trong cái buổi tối ngày hôm nay Mai Loan muốn chia sẻ với các anh chị, đó chính là hãy bán chính các anh chị đi, đừng quan tâm đến sản phẩm nữa, bán cái gì cũng được. Mai Loan đã từng bán Family Fresh Food, bán thực phẩm sạch, bán rau sạch đấy đó, rồi là bán sách, bán đồ chơi, rồi bán những khóa học, rồi bán tri thức, trí tuệ, và sau rất là nhiều những cái cung bậc khác nhau, và nhận ra được là cái gì, cái giá trị thực sự bên trong mình là cái gì, và thực sự cái sứ mệnh của mình nó là trao cái tri thức cộng đồng. Vậy thì mình hãy bán chính cái đầu mình này, bán chính cái tri thức đó đấy. Do vậy nên Mai Loan không cần đi tìm cái sản phẩm gì bên ngoài khác nữa, mà chỉ trau dồi và luyện rèn mình mỗi ngày để mình tăng cái trí tuệ của mình lên. Bởi vì chỉ khi nào trí tuệ của mình nó thực sự là tỏa sáng thì người ta mới bị hút vào mình. Và luật hấp dẫn nó cũng thế, nó hút từ tiền bạc cho đến người thành công, người giỏi, người tử tế, họ đều gặp mình, và mình sẽ có những cái mối quan hệ rất là tuyệt vời. Và thực sự mà nói, đến cuối cùng thì chúng ta nhìn lại là một cuộc hành trình chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta mong muốn cái gì ạ? Mong muốn cái túi đầy tiền hay là mong muốn có rất là nhiều những mối quan hệ và ai cũng yêu thương mình? Đó, các anh chị em đặt ra cái câu hỏi đấy. Như vậy thì hãy cho tôi biết bạn có bao nhiêu sự chân thành, hãy cho tôi biết bạn có bao nhiêu giá trị, hãy cho tôi biết chính cái con người của bạn như thế nào, hãy cho tôi thấy thương hiệu của bạn. Đó, thì các anh chị hãy nhớ cho Mai Loan, đó là hãy chỉ chu từ những điều nhỏ nhất. Mai Loan làm livestream nhưng mà Mai Loan không có đăng một cái status, nó giống như một vài những cái người làm livestream, nó là 8 giờ ngày hôm nay tôi livestream nhé, rồi các chị đẹp vào đây đặt đơn cái gì sale hết cỡ thả ga cái gì đó. Tức là nó không quá là xô bồ như vậy. Mai Loan sẽ làm chỉn chu từng cái việc, là lên một cái thư mời, tạo một cái event, rồi mời một cái link nó rất là trang trọng, kính thưa kính gửi đàng hoàng. Đó là cái cách mà Mai Loan thực sự tôn trọng khách hàng của mình, tôn trọng cộng đồng, tôn trọng những người đang đón nhận giá trị của mình. Vì sao? Mình càng chỉn chu bao nhiêu thì người ta sẽ đánh giá cái con người của mình bấy nhiêu. Đọc sách xong mà đầu cứ bị rỗng, đọc xong lại quên, đúng không ạ? Chị đọc sách là luôn luôn phải cầm theo cái cuốn sổ như này này. Mai Loan có một cuốn sổ là ghi chú nhanh, tức là nó có kỹ thuật nhá, đọc sách nó phải có kỹ thuật nhá, đọc cả nghìn cuốn sách mà các anh chị đầu nó không bị ong ong ấy là nó phải có kỹ thuật đấy. Chúng ta phải đọc những cái đề mục trước, chúng ta không bao giờ đọc từng chữ trong cái cuốn sách đó, mà hãy đọc tất cả các đầu mục trong danh sách mục lục. Và khi các anh chị chỉ cần mở đầu trang cũng như là cuối trang là các anh chị đã phải biết được cái cuốn sách này nó nói về cái gì rồi. Và các anh chị lưu ý là cái phong cách viết sách thì thông thường là những cái chương mà viết cả một cái chương về nội dung thì cuối cái chương đó bao giờ nó có những cái dòng summary trong một cái ô nào đấy viết đậm in đậm, thì hãy nốt lại cái đó, được chưa? Ví dụ như Mai Loan đọc cái cuốn Sức Mạnh Tiềm Thức ấy, Mai Loan có đọc hết cái cuốn đấy đâu nhưng mà hiểu được hết nội dung ở trong đấy. Vì sao? Cứ mở mục lục ra, mở tất cả những cái keyword, những cái gì in đậm, những cái gì là đầu mục headline của nó, đúng không ạ? Những cái subtitle, những cái tiêu đề, đề mục, đấy là nội dung chính rồi. Thì khi mà đọc cái nội dung chính này, chẳng hạn như là ứng dụng Sức Mạnh Tiềm Thức như thế này, bằng ngôn từ là thế, thì mình phải đặt ra câu hỏi, thế ngôn từ này như thế nào nhỉ? Nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho nó, tìm ra câu trả lời xong lật sang chương khác ngay. Như vậy là chúng ta phải nốt lại ngay, chứ chúng ta đọc nó không phải giống như tiểu thuyết ngôn tình đọc để relax, để giải trí, mà chúng ta đọc chúng ta phải ghi nhớ ngay những nội dung gì. Và bao giờ cũng phải hướng đến một cái mục đích, ta đọc cái cuốn sách đấy là nó phải đạt được giá trị gì. Ví dụ như là Mai Loan đọc cái cuốn sách Sức Mạnh Tiềm Thức là phải muốn xây dựng cho mình một bộ quy trình ứng dụng được sức mạnh tiềm thức trong
trong cuộc sống đó. Vậy thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng là chúng ta sẽ đặt những câu thần chú thành công hay là khi chúng ta nói các câu từ bình thường là không được dùng những cái từ phủ định đó. Vậy thì chỉ cần nhớ những cái kia như vậy thôi thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đang nói với con là con không được nghịch nữa thì chúng ta sẽ đổi lại từ đã 3 giây ngẫm lại là mình nói câu này đúng hay chưa nhỉ, đổi lại đó, con cất cái kia gọn gàng đi thì thế này thế kia đó, dùng cái cấu trúc khác, không dùng cái cấu trúc mà có cái từ không hay là cái từ đừng nữa, thì đấy là cái cách để mình ứng dụng ngay lập tức và không cần phải ôm đồm quá nhiều tri thức để học đâu, mà mỗi một cuốn sách ấy, nó cũng chỉ có khoảng 20 đến 30% là ghi thôi, còn đâu các cái thứ khác là họ cứ đắp lên để cho cái nội dung nó hay phong phú thôi. Là chúng ta hãy nhớ lại một số những cái thuật ở trong đấy. Đấy, ví dụ như là một cái thuật mà Mai Lan nhớ ở trong cuốn sách đó, đó là mình đổi lại hết từ câu phủ định sang câu khẳng định tất cả các loại câu, không dùng cái từ đừng hay là chưa hay là không hay là gì cả, mà mình hãy đổi ngược lại hết đó. Vậy nên là chúng ta hãy nhớ là có kỹ thuật. Và có một cái cuốn sách là đọc sách sát thủ ấy, thì Mai Lan sẽ gửi của anh Aloha Tuấn ấy. Cái cuốn đấy hình như là đâu đấy bán cũng được cả mấy trăm nghìn bản hay gì đó, rất là nổi tiếng ấy. Thì Mai Lan sẽ gửi cho chị Thùy Dương nhá, chị có thể đọc cái cuốn sách đấy để tham khảo cái kỹ thuật đọc sách nhanh. Nếu mà ngày trước Mai Lan học ở trường Đại học Ngoại ngữ thì nó có một cái kỹ thuật là skim and scan ấy. Đó, skim tức là mình đọc lướt. Mình đọc lướt, mình chỉ ghi cái nội dung ghi thôi, và mình sẽ phải ghi ra lề của cái cuốn sách đó. Đấy, mình nhớ là mình có những cái chiến thuật như vậy nhé. Ok, đó, cuốn Sức mạnh kiến thức nó, cái cấu trúc của nó thì rất là dễ để có thể học lại, nhưng mà mình phải nốt lại vì không thể nhớ được hết đâu ạ. Rồi, ok, tổng kết bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lưu ý cho Mai Loan lại là các cái kỹ thuật mà kết thúc được thương vụ mua bán hiệu quả đó là gì ạ? Đầu tiên, đưa cho khách hàng nhiều sự lựa chọn, đúng không ạ? Thứ hai, đó là chiến thuật 1902, tức là chia nhỏ cái giá trị cho đến cái mức là đơn vị ngày. Thứ ba, đó là đánh vào ước muốn sở hữu sản phẩm của khách hàng, thấu hiểu tâm lý khách hàng, cái niềm khao khát của họ, và hãy xoáy sâu vào cái khao khát đấy của họ, đánh trúng vào cái tâm lý đó và thể hiện cái thành ý muốn giúp cho họ đạt được cái khao khát, cái kết quả của họ, chứ đừng đánh vào cái việc là mình phải bán được cái món hàng đó. Thứ tư, đó là mua ngay bây giờ hoặc không còn cơ hội nào khác, thì mình phải đặt ra cho họ một cái hạn định là chỉ có ngày hôm nay mới được giá đó, vân vân. Và cuối cùng là phải thuận mua vừa bán, tức là chúng ta phải có cái sự tôn trọng khách hàng, nắm bắt được tâm lý khi nào mà cảm thấy là khách hàng cái có phải là cái chiến thuật pushing nó có thể là ok với người này nhưng nó không ok với người khác. Nếu như các anh chị tìm hiểu về các cái chủ vân tay hay là các anh chị tìm hiểu về các cái tính cách DISC, các anh chị sẽ biết rằng là có những đối tượng các anh chị áp dụng cái chiến lược đấy nó không hiệu quả đâu. Nó sẽ phải nhiều chiến lược đa dạng với từng chủng loại khách hàng khác nhau, được không ạ? Đó, thì đấy chính là các cái nội dung mà quan trọng mà chúng ta có thể nhớ. Ok nhá, mình là sẽ copy lại cái lưu ý một số những cái kỹ thuật này nhá. Ok, và cuối cùng thì em Mai Lan xin gửi cái năng lượng yêu thương và biết ơn sâu sắc đến tất cả các anh chị đã dành cái thời giờ, cái khung giờ vàng của chúng ta vào buổi tối để xem livestream của Mai Lan. Và một lần nữa thì chúc tất cả các anh chị đã ứng dụng được những cái kiến thức, những cái tri thức mà Mai Lan trao đi cho các anh chị, và hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt được rất là nhiều những cái lợi lạc trong đời sống, trong công việc hàng ngày, trong các mối quan hệ, và đặc biệt là có thể kết nối với chính mình để có những cái quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời. Và nếu các anh chị cảm thấy livestream này hay thì chúng ta hãy like, share và quay trở lại buổi livestream thứ 18 của Mai Loan trong thuật chốt sale bằng ngôn từ, một cái nội dung khá là hay, đúng không ạ? Nó cũng giống như nó cũng là một cái chuỗi về sale. Vậy thì Mai Loan nó có một cái hành trình đi từ bài 1 cho đến bài 21, đó là ban đầu từ cái việc là chúng ta xác định mục đích cuộc đời, sau đấy chúng ta xây dựng nhân hiệu, sau đấy chúng ta bắt đầu bồi đắp những cái kỹ năng hàng ngày của mình để có thể là nó cái thanh kiếm của mình nó sắc bén, nó sắc nhọn hơn đó. Thế thì đến cái phần cuối thì nó sẽ là liên quan đến sale marketing, bởi vì marketing nó không chỉ bán bất kỳ một cái loại sản phẩm gì
hữu hình mà nó có thể là vô hình, nó có thể là trí tuệ của chính chúng ta, và chúng ta cần phải hiểu cuộc đời nó là như vậy. Cuộc đời là một cuộc chơi, nếu không hiểu luật chơi thì chúng ta sẽ fail ngay từ bước đầu tiên đó. Thế thì chúng ta sẽ hiểu rằng là sẽ có các kỹ thuật và chúng ta có người chỉ đường rồi, chúng ta chỉ cần làm theo thôi ạ. Rồi ok, cảm ơn chị Thúy Dương rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều nhé. Và chúng ta hãy quay trở lại với cái nội dung livestream thứ 18 là thuật chốt sale bằng ngôn từ. Và sau 21 buổi livestream là ngay chị muốn nghe nữa thì nó sẽ không được liên tục như thế này nữa đâu. Vì sao mà Lan tạo ra những cái chiến dịch như vậy? Và các anh chị hiểu là 21 ngày liên tục nó không phải là đơn giản đâu, nó là một cái thử thách thực sự đối với một cái người mà chưa từng đứng trước cái ống kính để livestream như Mai Loan. Thì đây là một cái lần thử thách để Mai Loan khẳng định với các anh chị là không có cái gì chúng ta không làm được cả. Từ việc chúng ta lắp bắp cho đến việc chúng ta nói như là một diễn người diễn thuyết thực sự trên sân khấu, chúng ta đứng trước hàng nghìn người, chúng ta vẫn giữ được cái tâm thái như thế này thì chúng ta chiến thắng được chính mình. Đó là như vậy. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia ngày hôm nay và chúc cho chị Thúy Dương cũng như là các quý vị các anh chị một buổi tối vui vẻ, an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. AudioJungle.